Kính chào quý khán giả của Auto Việt Nam. Đã rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau trong bản tin về thị trường ô tô trong nước và quốc tế. Và ngày hôm nay với bản tin số 29, hãy cùng chúng tôi đi soi nhanh chiếc xe Toyota Land Cruiser 2022 vừa mới được ra mắt tại thị trường toàn cầu để xem rằng mẫu xe SUV địa hình có tuổi đời lịch sử lên tới hơn 70 năm này có những sự thay đổi đáng kể gì ở trên phiên bản thế hệ mới nhé. Để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông góc phải màn hình để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Tiền thân với tên gọi là Jeep BG, một trong những chiếc xe chuyên phục vụ trong quân đội. Tới năm 1954 thì Toyota quyết định đổi tên Jeep BG trở thành Land Cruiser BG. Hiện nay trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Toyota Land Cruiser đã có tổng cộng hơn 7 thế hệ được sinh ra và có mặt trên hầu hết các vùng lãnh thổ khắp thế giới. Đây là thế hệ hoàn toàn mới được đặt tên là LC300, sẽ được thay đổi toàn diện từ hệ thống cung gầm, thiết kế bên ngoài ngoại thất, nội thất đến động cơ và hộp số. So với đời L200, Toyota Land Cruiser 2022 có sự tiến hóa rất lớn về mặt thiết kế, trang bị bên ngoài. Cụ thể, cụm đèn chiếu sáng dạng LED có cách tạo hình mới nhìn rất đơn giản nhưng trông rất ấn tượng, được nối liền với phần đối tản nhiệt. Trong khi đó, phần chi tiết đèn định vị lại là cầu nối tạo nên cái sự liền mạch với các thanh ngang, giúp cho phần đầu của LC300 tạo ra cho chúng ta có cảm giác trông bề thế hơn rất nhiều. Ở phía thân xe, điểm nổi bật của chiếc xe này nằm ở các vòm bánh xe được mở rộng kết hợp với những đường dập nổi ở phần đầu và nắp capo xe, tạo nên một chiếc xe đậm chất cơ bắp. Dẫu vậy thì hình dáng tổng thể của Land Cruiser 2022 vẫn được giữ lại một số đường nét cơ bản từ phiên bản cũ, và điều ấy tôi cho rằng là phù hợp, không nên đánh mất quá nhiều những thiết kế theo kiểu dạng việt dã của một chiếc xe đã đi vào huyền thoại. Còn lại những điểm nổi bật đại diện cho một cái công cuộc đại tu về ý thức hệ dành cho chiếc xe này nằm ở nền tảng khung gầm mới mang tên là GAF, dựa trên TNGA hay còn gọi cách khác là Toyota toàn cầu, dự kiến được áp dụng trên cả mẫu bán tải Tundra 2022. Land Cruiser cũng không còn được sử dụng khối động cơ V8 5.7 lít hút khí tự nhiên, thay vào đó là động cơ xăng V6 3.5 lít tăng áp kép mới. Theo như mình được biết thì khối động cơ cũ sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn mà sẽ vẫn được sử dụng ở một số các thị trường trên thế giới. Dù dung tích xi lanh nhỏ hơn so với khối động cơ cũ nhưng nó cho ra tổng công suất lên tới 409 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 650 Nm. Nhờ bộ tăng áp mà chiếc xe SUV này chạm ngưỡng sức mạnh lớn nhất ở ngay những giải vòng tua thấp, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều. Mình cho rằng đó chỉ là lý thuyết về mặt con số thôi, còn trên thực tế vận hành ra sao thì cũng cần mấy anh Ả Rập test ở những cồn cát sa mạc rộng lớn. Với một chiếc xe được cho là dã chiến, chuyên vượt địa hình khó, có thể nhiều người sẽ vẫn thích khối động cơ V8 hút khí tự nhiên hơn so với khối động cơ tăng áp. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment ở phần phía bên dưới nhé. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser 2022 cũng sẽ có thêm phiên bản động cơ diesel tăng áp 3.3 lít cho ra tổng công suất là 302 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 700 Nm. Cả hai khối động cơ này đều được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, giúp cho Land Cruiser LC300 đạt vận tốc 100 km/h chỉ trong vòng 6,7 giây. Con số này là vô cùng ấn tượng đối với một mẫu xe SUV địa hình. Tỷ lệ phát thải của mẫu xe này cũng ít hơn 10% so với đời cũ. Với cụm hộp số 10 cấp thì mình cho rằng ưu thế vượt địa hình nó sẽ vẫn là một câu hỏi lớn dành cho chiếc xe này, bởi vì trên thực tế nếu như để xới tung được các địa hình khó, thông thường xe sẽ chỉ sử dụng các cụm hộp số có cấp thấp. Điều này sẽ giúp tận dụng được tối đa lực kéo ở những giải vòng tua thấp. Còn với cụm hộp số 10 cấp, có vẻ như mẫu xe Land Cruiser giờ đây đã nghiêng nhiều hơn về đô thị rồi. Xe được trang bị cụm màn hình trung tâm giải trí 12,3 inch tương thích với Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ, màn hình hiển thị kính lái HUD, vô lăng trợ lực điện, hệ thống điều hòa không khí có công nghệ ion hóa và hệ thống mã khóa dấu vân tay. Điểm nổi bật về mặt công nghệ của LC300 đó là xe được trang bị hệ thống treo thích ứng AVS và hệ thống cân bằng thủy động lực học điện tử nâng cấp. Toyota cũng trang bị cho Land Cruiser hệ thống địa hình có các chế độ lái như Auto Snow và Deep Snow, hệ thống kiểm soát hành trình địa hình giúp duy trì tốc độ khi đang chạy off-road. Bước vào bên trong nội thất của LC300 2022, cá nhân mình rất khen ngợi nhà sản xuất đến từ thương hiệu Nhật Bản. Nếu để so sánh với Land Cruiser thế hệ cũ thì LC300 2022 có nhiều sự nổi bật bên trong nội thất xe, và nhìn vào những hình ảnh bên trên màn hình thì cá nhân mình cho rằng đây là một trong những công cuộc đại tu về ý thức hệ.
Ghế được bọc da có chức năng sưởi và làm mát. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp của JBL, hứa hẹn sẽ đem tới không khí ba sàn cho anh em nào thích nhạc mạnh. Lướt qua phần bảng điều khiển trung tâm, LC300 đã có những cái sự thay đổi rất rõ nét. Giờ đây các nút chức năng được bố trí lại trông gọn gàng và khoa học hơn. Điều này giúp cho người dùng có thể dễ dàng thao tác sử dụng hơn. Các công tắc chức năng off-road cũng được thiết kế to hơn, dễ nhìn hơn. Người lái có thể chuyển nhanh sang các chế độ địa hình mà không cần mất thời gian tìm kiếm trong menu. Về mặt công nghệ hỗ trợ người lái thì Toyota mang tới gói an toàn Safety Sense áp dụng trên LC300, cụ thể với những công nghệ nổi bật như cảnh báo va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang, nhận biết người đi bộ sang đường và xe quay đầu, phanh khẩn cấp hỗ trợ đỗ xe, xe còn có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và đèn pha tự động. Mới được ra mắt toàn cầu nên LC300 hiện tại vẫn chưa có mức giá bán cụ thể. Theo một số các thông tin đến từ các đại lý bán hàng ở Việt Nam, mẫu xe này có thể sẽ về Việt Nam vào thời điểm cuối năm nay. Vừa rồi là chi tiết chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300 2022. Các bạn có ý kiến bình luận gì về chiếc xe này? Hãy cho chúng tôi biết bằng phần comment ở phần phía bên dưới nhé. Xin được kính chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.